Sau đây đây là câu ca Loan Phượng Sánh Bầy đến từ phường Thị Cầu. Dạ vâng. Thưa quý vị, vừa rồi đôi anh chị đã ca câu Tứ Hải Giao Tình. Hôm nay chúng tôi sẽ trả lời câu Hôm nay Lan Huệ Sánh Bầy, Đào Đông xin hỏi Liễu Tây vài lời. Lạ lùng ứa mỏi nhau chơi, lỡ mai cá nước chim trời gặp nhau. Vâng, đó là bài ra và hôm bây giờ là bài đối, để đúng với cái luật lệ là đối đáp. Anh em chúng tôi chat. Hôm nay Lan Huệ hết sức là gạo cội để cho chúng em được học đòi đôi lối đấy ạ.